Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nấm Bi. Hôm nay thì mới hôm qua còn ở Cần Thơ thì hôm nay Nấm Bi đã có mặt tại Malaysia đi cùng với lại chú Color Man. Đây đang mặc áo của chú Color Man đây. Dạo này không biết sao cứ gọi theo thanh niên là chú Color Man thôi. Tại các bạn bán bánh mì của Nấm Bi rất là nhỏ tuổi, toàn gọi Color Man là chú. Thành ra mình cũng học theo luôn và đã đến được khách sạn. Đi từ dậy là dậy từ 4:30. Đến sân bay là hơn 6 giờ. Mà hiện tại theo giờ đồng hồ ở Nấm Bi đang đeo là đã đúng 6 giờ rồi. Trời ơi, đi đúng 12 tiếng mới tới được Malaysia. Rất là xa luôn mọi người. Bay sang đến Malaysia thì phải di chuyển về thành phố mất 2 tiếng đồng hồ nữa. 2 hay 3 chị nhỉ? 3 tiếng đồng hồ mới tới được khách sạn. Và trời ơi, muốn gãy cái cổ luôn mọi người. Nhưng mà rất là vui. Ở trên xe tài xế của Malaysia lái xe rất là vui luôn mọi người. Tay nấy lụa mọi người. Nếu mà mọi người muốn biết tại sao nó như vậy thì tìm hiểu giúp Nấm nha. Vì mình không nói ở trên đây là không từ gì để diễn tả luôn ý. Vì cái phong cách của người ta lái xe ở bên này là như vậy. Rất là cảm thấy cho mình một cái cảm giác gọi là feel á. Đúng rồi, ở đây là đi cả... Ôi chết, em quên mang rồi. Rồi, rút kinh nghiệm. Rồi, đợt trước Nấm Bi đi Đài Loan á, là Nấm Bi có mà... À, đây nè. Đỡ đi, đỡ bên này xem. Ít nhất là cũng may ra thì được nha. Không, may... bên kia nó cũng vậy mà. Thì may ra thì được. Trời ơi. May ghê chưa? Kinh nghiệm ra nước ngoài. Việt Nam mình là hay dùng 2 chuôi. Nhưng mà ở nước ngoài là 3 chuôi luôn. Đó, đây nè. Cái 3 chuôi này nè mọi người. Này, 1, 2, 3. Mọi người phải chú ý, nếu không là có những thiết bị của mình không cắm được á là mình sẽ rất là mệt á. Và đến khách sạn thì không khí Noel ngập tràn ở đây rồi. Rất là vui luôn, vừa mệt vừa vui. Mấy thầy trò thì đi chụp ảnh check in phòng khách sạn. Và nội thất ở đây rất là đẹp. Ở đây đó nè, có cả gối backup luôn, mặc dù giường là giường đôi. Xong rồi có mọi người rất vui luôn, mặc dù bay mẹ tính thẳng ra là bay 12 tiếng nhưng mà đến đây rất là vui. Và view ở phòng Nấm cũng rất là đẹp luôn. Vừa biển, ở đây là biển của Indonesia và phía xa là có cả rừng luôn. Đây mọi người có thể thấy này, đó phía xa ngoài xa kia kìa là biển, còn rừng xanh xanh là một khu rừng và dưới đây là một cái thị trấn sầm uất. Đó, rất là đẹp. Và phía xa kìa có các tòa nhà to nữa. Đó, đây. Ở đây thì rất là gọi là thơm á, thơm dễ chịu á. Và người ta biết là mình bay xa nên người ta đã pick up cho mình một chút bánh ngọt như thế này. Nhưng bây giờ thì không ăn được. Này, rất là đấy là professional. Và ở đây là hotel Novotel Hotel and Resort. Và mở ra thì rất là hoành tráng, giống như là đi xem căn nhà các chị ha. Đúng vậy. Nè, cái thẻ này mở ra tưởng là mình được mời đi xem căn nhà cơ mọi người. Còn tên của mình là Thị Nguyệt. Ghi Thị Nguyệt. Đó. Kinh đi Malaysia có nghĩa là còn lâu hơn cả đi Thái Lan nữa mọi người, mặc dù là cũng xem nhau. Và chú Color Man nói với 7:30 tập trung nha. Ok. Bây giờ là 6 giờ vừa rồi, bắt đầu tắm rửa nên là vừa đó. Và ở bên này đồ rất là rẻ luôn mọi người, thật sự là rẻ vô cùng. Khi mà đến đây, Nấm Bi có thể cho mọi người coi luôn. Đây là chai nước suối của Malaysia, nó được bán ở trong sân bay quốc tế của Malaysia luôn nha, Kuala Lumpur. Nhưng mà mọi người có biết được bao nhiêu không? Chỉ mua với giá một ring có nghĩa là 5.600 Việt Nam mà bán ở trong sân bay. Còn ở Việt Nam ở trong sân bay chắc chắn là trên 20.000 một chai, đúng không mọi người? Phải 20.000 một chai nhỉ? Nước suối trong sân bay á. Vô cùng rẻ luôn, đồ ăn cũng vậy luôn, rất là rẻ. Và nếu mà so với các nước thì đi so với cả Thái Lan luôn thì đi Malaysia rất là rẻ luôn. Mọi người cũng không cần đổi nhiều tiền với cái độ rẻ của Malaysia thế này thì không cần đổi quá nhiều tiền để sang đây cả. Bích Chi đổi bao nhiêu tiền? 2 triệu.
chị... 3 triệu. Vâng, và em thì 4 triệu. cả phòng nấm thì là team Pinky. Có nghĩa là nấm trên dưới là mặc hồng màu hồng. Còn dưới đây là vali hồng. 4 cái vali hồng. Đến cả cái máy ủi cũng hồng luôn. Sắp xếp sao không hiểu sao, cái gì cũng Pinky hết trơn. Để cái túi của nấm Vi cũng Pinky này. Đó, và sáng nay bay của Vietjet Air thì bị delay mất mấy tiếng, thành ra là đến tận trưa cả đoàn mới được bay sang đây, và ăn uống thì chưa ra gì hết, nên là chú Colorman có nói là tối nay sẽ đi ăn rất là ngon luôn để bù lại ngày mai chiến đấu, là đi bắt đầu mình đi làm việc. Tại vì chuyến này là chuyến đầu tiên mà Nambi đi ra nước ngoài với chú Colorman, rất là ngắn luôn, chỉ có vỏn vẹn 3 ngày mà chưa gì đã mất một ngày rồi. Mình sẽ còn mất một ngày bay về nữa. Thành ra chỉ có đúng ngày mai là sẽ có bao nhiêu công việc là sẽ phải dồn hết vào ngày mai luôn. Là đi xem địa điểm, đi chốt các thứ. Ố vậy hả? Ở bên trong, kéo bên trong chứ. Hoặc là cái bấm. Bây giờ là phát hiện ra một điều là nhà tắm không có cái tre mọi người ạ. À. Cái này là đúng như phòng twin ấy, phòng cho honeymoon á. Đúng chị? Honeymoon mới dám vậy chứ bố. Ủa, không có cái gì kém luôn á. Giờ ai dám tắm mà thì cứ vào tắm đây, ai nhìn thì nhìn. Tắm thử à. Và hôm nay nó bị rất đau chân luôn. Đi quá nhiều mà mình đeo giày cả ngày nữa. Đó. Ở đây thì đúng hợp tông với nấm luôn là hồng trắng. Đó. À đỏ trắng chứ. Màu đỏ nấm bi thì rất thích màu đỏ, và ở đây thì sẽ đắp màu đỏ. Ở đây cũng xa xa cũng sẽ đắp rất là nhiều màu đỏ luôn. Không biết có phải là phong thủy không? Đây, phía dưới này. Hầu theo đối diện đó cũng là một cái hầu theo màu đỏ luôn. Mái cũng màu đỏ. Và đây thì không khí rất là mát mẻ. Khi đáp xuống sân bay thì nhiệt độ chỉ có 26 độ C thôi. 26 độ C. Cả đoàn rất là lạnh luôn. Và sương thì phủ kín. Sau đó là mưa. Khi mà trở về thành phố Malacca. Hiện tại Nambi đang có ở Malacca của Malaysia. Thì mưa khá nhiều. Và Nambi có coi dự báo thời tiết thì 2 ngày tới cũng sẽ mưa. Nhưng mà hôm qua thì tính là không có mang đồ lạnh, nhưng biết sao mẹ nói là thôi mang cái áo khoác đi, để nhớ nó có lạnh thì còn có cái mặc. Và đúng như vậy luôn, mang một khăn, một áo đi. Quá tuyệt vời, hợp lý luôn. Bê Chi đã che được rồi hả? Rồi, may quá không phải phòng honeymoon. Rất là vui, và lúc nào cũng ở với mấy chị em, lúc nào cũng vui hết. Cái cửa này không có khóa. Ủa? Chi nữa? Ủa rồi em đang tắm rồi chị vô là chị thấy. Ai vô? Thì bây giờ ai cũng biết là Bê Chi đang tắm mà. Ai cũng biết Bê Chi đang tắm mà, trời ơi. Gì ghê vậy chị Quỳnh? Đây đây, cái nón của Nấm Bi này cũng là màu hồng luôn đó. Bây giờ phải cất đi để gọn gàng, không mấy cô ở đây cô ấy trời chết. Đây gối cổ cũng màu hồng luôn đó. À, sau một cái ngày dài thế này thì tự nhiên bình thường là sẽ không quay đâu vì rất là mệt. Nhưng mà hôm nay cũng cảm thấy rất là vui nên có nhã hứng là quay cho mọi người. Vì đợt này thì gần Tết rồi, công việc ở công ty rất là nhiều. Team nào cũng rất là bận rộn với công việc của team mình. Nào là lo cho Giáng sinh nè, rồi Tết nè. Thành ra là rất là bận mọi người ạ. Ôi lộ, tháo cái vali của nấm bi là có cái mỏ bọc. Đó. Nào, sáng đi thì ai cũng cười bảo đến vali mà cũng có bao nữa hả? Mình không biết trêu với ý gì nhưng mà mình cũng thấy mắc cười. Cả hai vali của Nambi đều có bao. Mỗi người ở mình đi Vietjet Air. Lúc đầu thì không có đi Vietjet Air mà là đi Vietnam Airlines. Nhưng mà Vietnam Airlines thì không có chuyến buổi sáng, thành ra phải mua Vietjet Air. Nhưng mọi người biết điều gì ly kỳ không? Có nghĩa là mua Vietjet Air buổi sáng cũng thành ra buổi trưa vì bị delay. Nên là cả đoàn nói lần sau sẽ không mua Vietjet Air nữa, delay quá. Cũng không trách được vì do thời tiết hoặc là do lý do nào đấy, máy bay trước đáp trễ.
thì chắc chắn chuyến sau thì mình cũng phải đi trễ theo thôi. Mình không chắc được cái điều đấy. Rồi. Và đi Vietjet Air á, thì mình chỉ có đúng 7kg hành lý xách tay thôi. Thường thì ví dụ như đi Vietnam Airlines là sẽ có sẵn hành lý cái xách tay, à, hành lý ký gửi. Nhưng mà đi Vietnam Airlines thì đi Vietjet Air chứ quên, nó cứ lộ tửa lưa. Đi Vietjet Air thì không có hành lý ký gửi mà chỉ có 7kg hành lý xách tay thôi. Nên là sáng nay Nấm Bi rất là hoang mang. Vì cái vali của mình thì khá nặng rồi mà lại còn phải chỉ có 7kg thôi thì không biết là phải để sao. Thành ra là may có chuyến này thì đi rất là ngắn, chỉ có đi có 3 ngày, mang đúng 2-3 bộ đồ thôi, không mang nhiều. Tại vì cũng đi ngoài đường không à, chả có thời gian mà ăn diện nữa. Nên là khổ nỗi là có cái bàn ủi. Bàn ủi thì nó nặng. Bàn ủi nó nặng nên là mình ráng rèn. Nhưng mà đến phút cuối thì chú Clement cho thêm một cái vali lớn nữa, mang một cái vali lớn đi. Đó, mang vali lớn đi thì cũng ngáo lắm, cũng không biết là vali lớn của mình để được đồ luôn. Cứ tưởng là chỉ được để mỗi cái vali thôi, ai dè là được để cả hành lý trên luôn. Thành ra là bỏ hết vali 7kg sang vali 11kg để ký gửi luôn. Rất là nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên đi mà không cồng cà cồng cành không gì hết trơn á. Vì nó quá ít đồ. Nhưng mà cái này thì làm cố rèn, bỏ rất là nhiều thứ vào đây. Mọi người nếu mà đi du lịch á, thứ nhất là nước ngoài đặc biệt là không được quên passport nha. Đấy, passport của Nấm Bi thì đã đi được một số nước thôi. Của chị Quỳnh đi được bao nhiêu nước rồi? Wow, chị Quỳnh là nhiều hơn Nấm Bi rồi. Nấm Bi mới đi được Nhật Bản nè, Đài Loan nè, Thái Lan. Và đây là nước thứ tư là Malaysia. Đáng lẽ là cũng có rất là nhiều dịp được đi nước ngoài rồi đấy. Nhưng mà tóm lại là cũng là cái duyên thôi. Chưa được đi thì không nói được gì hết. Tóm lại là chưa đủ duyên để đi các nước đấy. Vì cái thời gian đấy là cứ bận công việc này công việc kia thì không có đi được. Và thứ hai, khi lên máy bay là mọi người phải mang choàng cổ đi. Nếu không là trời ơi, muốn gãy cái cổ luôn mọi người. Hôm nay ai cũng lắc đầu ngán ngẩm hết. Thứ ba là không được quên cái bịt mặt. Đây, cái bịt mắt. Nấm Bi có cái này nên lúc nào ngủ cũng ngon, mà ngon vô cùng luôn. Kể cả có tiếng động cũng không bao giờ dậy được. Hôm nay cũng mang kính râm ấy chứ, mà không đeo luôn. Đậy cái kia luôn, không thèm. Đó. Và trong túi của Nấm Bi thì có một cục sạc dự phòng, một cái AirPods. Và cuối cùng là tiền. Hết. Chỉ vậy thôi. Nếu mà đi du lịch không cần gì nhiều. Và một cây son nữa nha mọi người. Đây, Nấm Bi chỉ dắt bên túi khoảng 1 triệu để Việt Nam để có thể đi taxi về nhà. Còn lại là Nấm Bi đã đổi hết ra tiền ringgit. Ở bên này gọi là ringgit thì sao á, Nấm Bi không biết nhưng mà nó ghi như vậy. Thì Việt Nam ghi sao, đọc vậy không biết sao luôn mọi người. Nấm Bi đổi 4 triệu, tỷ giá đang là 5.600. Thì Nấm Bi đổi 4.080.000 thì được 10.080 ringgit. Thì chắc là tiêu không hết luôn á mọi người. Vì bên này đồ quá rẻ luôn. 5 ringgit, 1 ringgit, 2 mấy cái ringgit không. Rẻ vô cùng chị ạ. Em cũng biết sao nó rẻ vậy luôn á. Rồi tiêu sao cho hết tiền ta. Vì á, không, chuyến này mình đi có bao nhiêu ngày đâu, mỗi ngày mai thôi. Làm sao mà chẳng hãy đi hết được cái Malacca này để mua đồ. Chưa chắc có gì về đó lại. Nhưng mà không, never. Đến khi vào sân bay he, ngày lúc về á, thường là ngày về sẽ đi mua bánh kẹo nè, là chạy vào sân bay mua. Thế là sẽ hết tiền sớm đó mọi người ạ. Thôi bây giờ thì chắc Nấm Bi phải tạm ngưng clip này rồi. Thật ra tâm sự thôi nha mọi người. Nó hơi nhố nhăng một xíu, nhưng mà nó vui lâu lâu gặp mọi người. Vì hôm nay không có chị gái Thi Ngân. Chị gái Thi Ngân thì khi Nấm trở về Việt Nam thì chị gái Thi Ngân cùng chú Clement lại bay qua Thái Lan. Đó, mỗi team là đi một nước để công tác. Thì mọi người cũng đón chờ clip Thái Lan của bà Nguyễn Thị biên tập, chị gái người Úc của Nấm Bi nha. Và bây giờ bye bye mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nhớ like, share, subscribe kênh của Nấm Bi nhé. Bye bye.